Chào cả nhà nha. Hiền đang đứng tại cái điểm đỉnh mà của trên Trúc Lâm Yên Tử. Mọi người thấy là cái đây Hiền đang quay ngược lên trên này. Đó là Hiền trên đỉnh từ chùa Đồng Hiền vừa xuống đây. Và xuống đây là sau lưng Hiền là cái được gọi là đỉnh thiên Yên Tử. Nghe nói đỉnh Yên Tử là trước đây là cái chỗ mà giống như là không biết đúng hay sai nha, Hiền cứ nói nhớ mang máng á, chứ thì nhiều khi không đúng sai biết, nhưng mà nghe nói là nơi đây là Đức Phật Hoàng là ngồi thiền trên cái vách này nè, nhưng mà cái vách này nó đẹp lắm, để Hiền quay cho mọi người thấy. Và đây nó là một dãy núi đá, nó chạy xéo xéo nhau, mọi người nhìn thấy không, mà Hiền quay nè đó, mọi núi đá nó chạy xéo nhau, và có một cái đỉnh đá tự nhiên, có một viên đá này lên được gọi là đỉnh thiên ấy. Ngồi trên đây nè, tới đây là nơi thiền nè. Nói chung là ở đây thì rất là đẹp, và sau lưng kia thấy cái tượng Phật đã hiện xuống, cái tượng Phật luôn. Và ở chỗ đây là có cái đờ là vực sâu nguy hiểm quý khách cẩn trọng này. Đấy, vực sâu nguy hiểm quý khách cẩn trọng, thì hiện rê máy cho mọi người thấy nha. Ở dưới là độ sâu là coi như khủng khiếp lắm nha cả nhà. Đấy, cả nhà thấy không? Đấy, Hiền không thể đưa cái máy xe hơn được, nhưng mà đấy, ở dưới mọi người thấy khói bay, nó bay lên không? Khói nó bay lên không? Đó, đưa lên đấy. Xí hồi là về chắc là cáp treo nó cũng khói không gì á. Đấy, mọi người nhìn nè. Rồi, thế thì đây. Hiền còn một điểm nữa là đỉnh thiên và tượng, bức tượng lớn nhất ấy. Đây, đỉnh thiên Yên Tử nha mọi người. Nói chung là trải nghiệm khám phá Yên Tử và lên được chùa Đồng, lễ được Phật ở trên chùa Đồng, một điều mà mình cảm thấy là đến cái độ tuổi này bao nhiêu năm mà Hiền không nghĩ là Hiền đi, nhưng mà hôm nay Hiền hạ quyết tâm Hiền đi, thì coi như Hiền cũng đã đứng được tại cái đỉnh thiên của Yên Tử. Mà nếu như mọi người đặt trên mạng ấy, là vừa rồi là cái tháng vừa rồi năm 2022 ấy, là coi như phải dùng từ là hàng ngàn người họ đổ về đây để trên, để lên họ lên đỉnh thiên Yên Tử và lên chùa Đồng để họ lại bái. Cứ lên mạng gõ là Trúc Lâm Yên Tử hoặc là chùa Đồng Yên Tử thì mọi người sẽ thấy. Cái may mắn của Hiền là đi trong cái dịp mà coi như là không phải lễ hội, không phải là cái ngày mà ngày lớn, thành thử là nó cũng thông thả hơn. Bây giờ thì dừng từ là chỉ coi như thả lậu đầu gối đi xuống, được cái gì thì đi thôi. Có những người đi họ phải ngồi bệt xuống họ nghỉ hết à, xa xa kìa. Thực sự thì mọi người cũng hiểu á, làm vlog là Hiền đi, không làm vlog thì Hiền cũng đi du lịch, Hiền cũng đi trải nghiệm mà đi khám phá, Hiền cũng chụp hình ra đó, nhưng giờ có vlog thì Hiền up lên YouTube cho cả nhà cùng xem, chia sẻ những kinh nghiệm của Hiền đi. Đây là kinh nghiệm của Hiền nha, chứ không phải là kinh nghiệm của chung, thì mỗi người có một cái cách trải nghiệm khám phá khác nhau. Đây như hai cô chú này lớn tuổi hơn nè, đây chào. Đấy, mọi người biết không, lên tới đây bây giờ đi về mới mừng, chứ hồi nãy đi lên là chưa được, nhưng mà đi giờ là cáp về, đây cũng đang chờ cáp về cô ơi. Nói chung cũng ráng ra cái tượng đồng này nữa. Nói chung là cô chú ở đâu vậy? Hà Nội hả? Dạ, sương mù á. Dạ, mù mịt nó mờ ảo, nó đẹp á. Đây, những người mà lớn tuổi như thế này mà họ vẫn lặn lội lên đó, mọi người cứ tưởng tượng xem. Thì nó nói rồi, trên này Hiền quay video, Hiền hay khuyến khích các bạn trẻ còn trẻ mà đi, chứ đã già rồi không đi lấy gì sức đâu mà đi. Đấy, đi chỉ có thở là thở thôi. Cái đi quay của Hiền khổ, mọi người sẽ thấy có những đoạn phim mà cái máy nó lắc qua lắc lại, nó lung tung á, thì mọi người cũng thông cảm, mà Hiền không có edit cắt lại, Hiền quay giống như livestream trực tiếp luôn á. Hiền có gì là Hiền sẽ quay nấy, do đó thì mọi người cũng thông cảm cho Hiền. Ví dụ như Hiền lỡ Phật thì Hiền cũng đỡ máy qua một bên. Ở đây hình như là đúc tượng bằng đồng, để coi thử là phải tìm cái bản tượng bằng đồng lớn như thế nào đấy. Này, đợi mình quay trước này. Đây, thấy được cáp treo rồi. Có nghĩa là còn đến cái tháp nữa kìa. Đến cái tháp rồi mới là cái cáp treo. Ủa?
Vậy thì mình xuống cấp treo ngõ nào? Ủa chị ơi, ủa mình, ý là mình đi cấp treo ngõ nào? Vậy cấp treo xuống kia là đỡ, mình xuống cấp treo đường nào? Ủa ở này có cấp xuống nữa không? Có cái tháp mà. Không, ý anh hỏi là một đổi anh xuống nữa là cấp treo không phải đi cấp này không? Phải đi cấp này. Ủa nhưng mà cấp này nó đang trên đỉnh kia, phải lên lại không? Thì phải đi bằng lối này vòng lên này. Đi xuống này có lối đi vòng ngược lên này. Còn không là phải đi bộ xuống luôn hả? Không. Nó vẫn phải vậy hả? Đúng rồi. Còn đâu đi bộ xuống thì anh... Là anh phải vòng lên lối nào, lên đây nữa hả? Không, để là anh vòng lên Chùa Đồng rồi. Không, anh không đi Chùa Đồng, nhưng anh vào cái nhà ga cáp thì anh đi đường nào, có đường không? Không, chỉ có đường dưới này thôi. Hoặc là đi vòng lên Chùa Đồng xong vòng xuống thôi. Đường dưới này lại phải đi ngược lên. Đúng rồi, nhưng mà đi đường bằng này dễ đi. Lại. Đây là tượng đồng đúng không? Đây là tượng đồng đúng không em? Đúng rồi. Tượng đồng Hoàng Thế Tông nặng 138 tấn đồng. Nặng 138 tấn. Lớn nhất của cao 12,6 mét tượng đồng được đặt cao nhất tại Đông Nam Á. Đúng không? Chứ không phải là tượng lớn đúng không? Đúng rồi. Rồi. Đây họ đứng đây, họ săn mây. Rồi thôi đây Hiền đang quay đây thôi. Đây là tượng đồng. Rồi tượng đồng nặng bao nhiêu tấn em? Nặng bao nhiêu tấn? Nặng 138 tấn. Và đặt ở vị trí cao nhất Đông Nam Á. À. Rồi. Thôi để Hiền lễ Phật thôi. Dạ không sao, không sao ạ. Thôi cả nhà Hiền đến lễ Phật, nói chung quay một mình, đi một mình quay thì phải vậy. Nam mô Di Phật, Nam mô Di Phật, Nam mô Di Phật. Xe đến đây coi như là con cũng thành tâm cầu xin Đức Phật Hoàng ơn trên là con được cái gia đình mạnh khỏe bình an, điều lành đến, điều giữ chánh đi, tai qua nạn khỏi, tật bệnh tật tiêu trừ, thiên tài tăng phước tăng lộc. Nam mô Di Phật, Nam mô Di Phật, Nam mô Di Phật. Mọi người thấy là khi mình đứng đây thì sẽ có từng đám sương mù á, nó bao phủ bay qua mọi người, từng đám bay phủ bay qua, thành ra nó sẽ đẹp ở đây. Nói chung là cứ từng thôi bây giờ là Hiền sẽ tìm cái đường đã đi qua, đường đi qua cáp để trở về, tìm cái đường đi qua cáp, cái đường nào đi qua cáp mà đi xuống Ngã Ba để phải không, để trái phải không? Vâng. À chắc anh không mua được đâu, anh mang vì anh đi. Không, anh có thể quay lướt qua cái hàng của em để anh vlog trên những điểm du lịch đẹp Việt Nam. Thôi anh quay em luôn nha. Vâng, đây là Phật Hoàng Trần Nhân Tông anh này. Rồi em thông cảm là tại vì anh đi, anh mang vào vali anh đi, thì nói chung là anh có gì thì anh sẽ
tham khảo tôi quay cho em, rồi mọi người họ đi qua đây thì họ sẽ ủng hộ cho em nha. Đây là ủng hộ ở đây thì họ có những cái gian hàng mỹ nghệ rồi bán những quà lưu niệm đồ á, nhưng mà hiền hiền thì nói chung là em thấy anh đeo sao chuỗi nè, nói chung là em tên gì? Em tên là Phúc anh ạ. Rồi em bán hàng đây bao nhiêu năm rồi? Ừ, em mới bán được có 1 năm thôi. À 1 năm hả? Rồi thôi mọi người có gì ghé em Phúc ủng hộ cho em Phúc đó nha. Vâng, cảm ơn. Ủng hộ anh Phúc, em Phúc này. Coi như là khi xem kênh những điểm du lịch đẹp Việt Nam, những cà phê đẹp Việt Nam của Hiền nha. Có đi lên này thì mua hàng cho em đó. Em sẽ follow cho anh. À, rồi nói giống như tôi cài kênh. Rồi em cứ vào những điểm du lịch đẹp Việt Nam, những cà phê đẹp Việt Nam là gặp kênh anh. Tên anh là tên Lê Đức Hiền nha. Rồi, rồi cảm ơn em nhiều. Rồi. Ok. À, ở đây có những cái chuồng gió họ bán á, nó lên nó ngon ngà. Và mọi người cũng biết á là hiện bây giờ là cái tầm xa này mọi người nhìn cái gì hết. Đấy, không hề thấy luôn. Cách như 30 mét là không thấy rồi. Có nghĩa là nó mù màu luôn, nó mù mờ luôn. Đấy, mọi người thấy hồi nãy cái bức tượng không? Nó trong sương mù luôn. Đấy. Cái lối lên nè là sương mù nó sẽ không bay. Máy quay sẽ không thấy rõ đâu. Giờ Hiền quay Hiền thì ứng gần gần đây chứ còn xa là sẽ không thấy, tại cứ một từng đợt sương mù nó qua. Và Hiền phải giống như cái máy mà lúc đang nhìn đó. Tại Hiền quay theo hình thức giống như phát trực tiếp á. Thì mọi người sẽ thấy cái tự nhiên nó chùi chùi là Hiền phải lấy dùng vệ sinh để mà dùng giấy á để mình vệ sinh cái ống kính để cho nó sạch á. Ở đây họ chắc có những cái mộ mà mình không biết, mình cũng quay sơ qua thấy nó lạ lạ. Đây, những ngôi mộ nè, ở đây có chắc đờ tên đây nè, tượng An Kỳ Sự Trinh đây nè, di tích là giá trị được xếp vào hạng quốc gia nghiêm cấm luôn. Ồ, cái tảng đá mà nó giống như hình người đứng đó mọi người, không biết là tượng An Kỳ Sinh, không hiểu được cái di tích như thế nào, nhưng mà cái tượng đá này nó có toát lên giống như một cái tượng người á mọi người, giống như một cái hình nhân á. Nói chung là Hiền cũng đấy nhìn nó thấy một cái gì đó linh thiêng. Thôi để Hiền bước xuống thêm một đoạn cho cả nhà xem sự trải nghiệm cho cả nhà là đoạn đi xuống đó thôi nha. Thì xuống cái cáp treo hồi nãy đã lên rồi thì xuống cáp treo và Hiền kết thúc cái hành trình đi về mà gọi là đất Phật, vùng đất linh thiêng, Trúc Lâm Yên Tử. Và đúng như cái câu là có cái lối này cáp treo lối về. Lên này là tốt nhất rồi, cả nhà nên đi theo hướng dẫn cụ thể luôn, tại vì có rất là nhiều đường. Nhiều đường nè, đó nè. Bảo tàng tượng Phật, bảo tượng Phật Hoàng nè, chùa Đồng nè, nhưng mà đi không khéo mình đi quằn lên lại là mệt lắm. Cho đó là mình phải về lại cái lối về lối cáp. Nhưng mà Hiền về đây đã Hiền trên lối về thì Hiền có quay được cái tháp không? Hồi nãy có một cái tháp rất là đẹp, không biết là mình có qua được cái tháp đó không. Nếu có được thì Hiền sẽ quay luôn cho cả nhà xem thấy cái tháp mà thoát ẩn thoát hiện trong sương mù quá không. Nhưng mà cái đường về này thấy cũng dễ chịu nè, hồi nãy đường lên nó ngặt lắm, hồi nãy đường lên cho nhanh á, đường về nó dài hơn, nhưng mà có vẻ là nó đi bước đi nó thong thả hơn. Hay là mình lên được rồi trong cái lòng mình thấy thoải mái nhẹ nhõm hơn hay sao á. Ủa này họ lại đi lên hả? Ủa anh đi lên hả? Vâng. À đi lên được, cũng đi được này được hả? Dạ vâng. Sao? À lên chùa Đồng mà. Vâng, đây ạ. Thẳng đây là lên chùa Đồng ạ. Không, ý em hỏi sao là anh chị đi lên đi dưới đây dưới. Em đi xuống. À đi xuống vâng, hả? Ủa. À về Bắc Giang lại đi đường này. Vâng. À có nghĩa là bây giờ là cái nơi này Hiền cũng giải thích cho mọi người khéo nhầm lẫn nha. À cái Trúc Lâm Yên Tử nó là chia làm hai là bên bờ Đông và bờ Tây á, giống như bên Đông bên Tây á, mà hình như là không biết hướng nào. Nhưng mà phải nếu mà đi không khéo là mình đi lọt về bên Bắc Giang hay Bắc Ninh gì đó mới nói quên rồi, nó là hai tỉnh á. Thành thử là bên mỗi tỉnh đều có cáp treo riêng và mỗi tỉnh nó có đi lên á, đều đi lên Trúc Lâm Yên Tử á. Đấy. Là bên Đông và bên Tây Hiền có đọc qua là chỗ là thành thử là mình đi về thì họ lại đi lên. Giống như đi lên đi về của mình thì họ lại đi lên. Ha nó ngược ngược ha. Cái con đường giờ này thì giờ này là hình như là 2 giờ rưỡi phải không? 2 giờ rưỡi cả nhà.
2:30. À, dự kiến của Hiền là kết thúc là 3 giờ, thì mong sao cho nó đúng chương trình 3 giờ của Hiền để Hiền về lại khu nghỉ dưỡng đó mình nghỉ ngơi xíu, hoặc là có thể là về đi qua chùa Bãi Ba Vàng, tại vì ở đây cũng chùa Ba Vàng cách đây 20 km là sao á. À, clip của Hiền á không có chèn nhạc. Hiền chỉ nói chuyện chia sẻ giống như là Hiền đang đi đường cùng đi bạn đường với lại mọi người á. Hiền nói chuyện cho nó vui. Chứ còn quay xong mà chèn nhạc thì cũng được. Nhưng mà Hiền cứ chia sẻ những cái gì trên quá trình đường đi, ví dụ những cái lối đi em nhỏ vấp hoặc là rong rêu hoặc là những gì đó đó mình chia sẻ cho mọi người biết cụ thể hơn. Đi vào đây giống như là một đi vào trong một cái, mọi người có thấy đẹp không ạ? Không có lối xuống nó cũng dễ chịu hơn. Này vùng này mọi người thấy không? Nhưng mà lúc đi lên thì cũng rất là mệt đấy. Nhưng mà sao tự nhiên đi xuống xong người nó thoải mái, giống như mình đạt được một cái gì, một cái kỳ tích, cái thành tích của mình mà mình nhất quyết mình sẽ làm được á, thì cảm giác nó cũng mệt, chân cẳng người ngồi nó ê ẩm hết rồi, nhưng mà thoải mái, nói chung là bằng lòng với chuyến đi của mình hay cả nhà. Đúng là trúc lâm, hai bên toàn là chỉ có trúc và trúc thôi, cây trúc trên núi này. Mà hình như là lúc mà cáp treo mình có cái video clip mà mọi người có theo dõi á, lúc lên á thì là cáp treo sẽ đi trên cái rừng trúc, và bây giờ Hiền đang đi dưới cái rừng trúc và dưới đồng ở đây. Ô thế là đây nè, đây mờ ảo đây xuất hiện rồi. Lối về là bên này nhưng họ không có cho quay cái tháp có vào được không ha, để mình coi có vào được không nha. Đây này có lối vào được, mừng quá. Đây thế vào mình sẽ quay cái tháp cả nhà. Đây hướng đi An Kỳ Sinh, tượng Hòn Báp, chùa Đồng. Bây giờ đây là cái tháp mà mọi người hồi nãy lúc Hiền có cái clip mà đi trên tráp mà thấy cái tháp xuất hiện, thốt ẩn xuất hiện á. Thì bây giờ cái máy Hiền có quay này nữa thì cả Hiền đang đứng này cũng chỉ thấy mờ thôi nha cả nhà nha. Tại vì cái tháp này nói chung là nó đang ở độ cao lắm. Đó, Hiền giơ máy gimbal cho mọi người thấy nè. Đấy. Chỉ là hiện trong xương thôi. Chứ còn ở xa, chứ còn bây giờ quay lại. Này, hình như không biết có vào được không, tham quan lên cái tháp hay không. Nhưng mà đây cái tháp này mọi người. Đây mọi người nhìn thấy nè. Đấy, để Hiền quay bật lên nè. Đấy, cái tháp trong sương mù rồi. Sương mù ở chỗ đây, sương mù nhiều lắm. Nghĩ là mọi người họ chắc khóa lại rồi. À, khóa lại họ không cho vào tham quan đâu. Nhưng mà Hiền đang đứng dưới chân tháp nè mọi người. Đây, đứng dưới chân tháp nè. À, trên kia có cái lối vào nữa kìa. Giữa núi non mà xây một cái tháp, đưa một cái tượng đồng, chỉ có điều phải nói là quá ư là kỳ tích thiệt sự luôn. Lối về Yên Tử, mưa thôi đừng có nói mưa nha. Đây thôi, nói chung là cái tháp hình như là Hiền sẽ quay trải nghiệm cái tháp nha. Đây vị trí Hiền lựa cái vị trí này. Chứ còn Hiền không thở vào trong tháp được, tại vì tháp cũng không có mở cửa đâu. Đây, đây cái tháp nè. Tháp gì đây thì cũng chưa biết, nhưng mà đây có cái tháp nè. Rồi, và cáp treo đang đi trên cáp treo lúc mà nãy mình nhìn thấy cái tháp á. Đấy, cáp treo đi nè. Thôi, nói chung là Hiền quay trở về cáp treo. Và kết thúc cái chuyến tham quan Yên Tử. Và Hiền xin dừng video clip ở đây. Hẹn cả nhà trong video clip tiếp theo. Hiền đi nơi nào Hiền sẽ quay. Và mọi người nhớ
xem kênh, ủng hộ, đăng ký, like, chia sẻ cho Hiền nha. Để Hiền tiếp tục quay ra cho kênh của Hiền được, coi như là ước mơ của Hiền là được kiếm cái nút bạc à. Đấy. Rồi cái tháp mất. À, lúc ẩn lúc hiện á. Chào cả nhà nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong trong video clip khác nha. Đấy. Khó lắm, khó khăn lắm, phải tan mây mới quay được lắm. Mà mưa nữa. Trời đang chuẩn bị mưa rồi. À, rõ lại rồi nè, rõ rồi, rõ rồi nè. Đó, rõ rồi, rõ cái tháp đó mọi người. Rồi. Thôi, tạm biệt cả nhà nha. Hẹn cả nhà trong video clip khác nha.